Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Vào ngày 12 tháng 7, mình có cái video hướng dẫn các bạn nhận 1332 token có ký hiệu là CBX nha các bạn. Thì bạn nào có làm dự án này thì mình cập nhật thêm địa chỉ email của mình vào các bạn. Thì các bạn nhấp vào cái link combo của mình trước kia các bạn. Thì các bạn bấm vào mục sẹt email các bạn. Rồi sau đó các bạn đăng ký một cái tài khoản trên website nè. CBX trên website nè các bạn. Các bạn nhấp vào này. Rồi đầu tiên viết name, last name thì các bạn ghi họ và tên mình vào các bạn. Rồi các bạn nhập địa chỉ email Trung Quốc gia Việt Nam, giờ bạn nhập password, sẽ nhập password các bạn nhấp vào tôi chấp nhận điều khoản các bạn, nhập vào tôi không phải là người máy nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào register các bạn. Nâng đùa một khẩu đi. Rồi, sau đó các bạn vào mở email của mình ra nè. CB, rồi các bạn verify nha các bạn. Address account. Các bạn mở link phong rồi nè. Rồi bạn login nha các bạn. Tôi không phải là người máy. Rồi bạn login nè. Rồi hiện tại token này đang bán free sale nè các bạn. Thì các bạn đừng có mua những trang web thế này nha các bạn. Mình không khuyến khích ạ. Setting. Rồi các bạn submit cái địa chỉ email gì mình vào con bot nha các bạn. Rồi như vậy là xong nha các bạn. Rồi bấm sao bấm vào submit. Thì các bạn cập nhật địa chỉ email của bạn vào đây nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn và đã update dự án nhận token CBX đến đây mới kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.